Xin chào tất cả các thầy cô, các bạn đoàn viên, các anh chị thanh niên của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Em là Vũ Phương Trang, chi đoàn trưởng chi đoàn 10A6. Hôm nay em sẽ có một clip cùng mọi người ôn lại những điều thú vị về ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhé. Bạn có nhận ra khi học tập và lớn lên tại đất nước Việt Nam xinh đẹp, mỗi công dân chúng ta đều phải trải qua những giai đoạn trưởng thành khác nhau. Khi học cấp 1, các em học sinh được rèn luyện giáo dục để trở thành đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, khắc khăn quàng đỏ và mang huy hiệu măng non. Qua tuổi thiếu nhi, những ai dành tình cảm với công tác đội lại tiếp tục gắn bó với vai trò tổng phụ trách đội và có thể trở thành nghề nghiệp dài lâu. Không chỉ vậy, khi bạn đủ 16 tuổi, bạn lại được giới thiệu vào tham gia sinh hoạt tại địa phương dưới màu áo của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên. Nếu bạn vào học trong môi trường đại học, cao đẳng, khi chính thức được gọi là sinh viên, cũng là lúc bạn được trở thành hội viên Hội Sinh viên Việt Nam. Nhưng dù bạn có là đội viên hay hội viên, dù bạn sinh hoạt ở bất cứ đâu, chỉ cần trong độ tuổi thanh niên từ 16 đến 30, bạn đều sẽ được giới thiệu tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, môi trường rèn luyện và trưởng thành của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và ôn lại những điều thú vị về tổ chức của riêng thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập này nha. Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Tháng 10 năm 1930, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đề ra án nghị quyết về công tác thanh niên vận động. Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp tại Sài Gòn, thấy được sự lớn mạnh và tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức thanh niên, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt như các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của đảng phụ trách công tác đoàn. Trước sự phát triển và lớn mạnh của đoàn, trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức đoàn cơ sở với hơn 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành hệ thống đoàn xã, huyện lên đến tỉnh. Đến cuối năm 1931, số lượng đoàn viên trong cả nước lên đến hơn khoảng 2.500 đồng chí. Được Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phép, theo đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 đến 25 tháng 3 năm 1961 đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931 làm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản. Những chặng đường phát triển vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trải qua quá trình phát triển và trưởng thành, tổ chức Đoàn Thanh niên đã có 7 tên gọi phù hợp với vai trò trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương từ năm 1931 đến năm 1936. Ngay từ giai đoạn thành lập vào năm 1931, phong trào cách mạng được định hướng đoàn kết sức mạnh của cả khu vực Đông Dương, đảng ta mang tên Đảng Cộng sản Đông Dương. Do đó, tổ chức Đoàn Thanh niên cũng gắn liền với tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương từ năm 1936 đến năm 1939. Tháng 7 năm 1936, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định đường lối, phương pháp tổ chức và đấu tranh cách mạng trong thời kỳ mới. Đảng đã nâng cao các hoạt động đẩy mạnh quyền dân chủ và chuyển hướng từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh hợp pháp và bán hợp pháp. Đoàn đã nhận nhiệm vụ trọng tâm của đảng giao cho là tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân đế quốc, đòi quyền dân chủ, giành các quyền chính trị kinh tế, nên đổi tên thành Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương từ năm 1939 đến năm 1941. Tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, việc chống đế quốc được đảng xem là nhiệm vụ hàng đầu. Đoàn được chỉ đạo chuyển vào hoạt động bí mật và thành lập mặt trận phản đế Đông Dương với nhiệm vụ vận động thanh niên chống đế quốc, đánh đổ phát xít, giải phóng dân tộc, gắn liền với tên gọi Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương. Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam từ năm 1941 đến năm 1956. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước để cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng họp tại Cao Bằng, thông qua quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh và các hội cứu quốc, trong đó có Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Trong suốt chặng đường từ năm 1941 đến năm 1956, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam đã đóng góp to lớn, kể cả hy sinh xương máu, cùng dân tộc vùng dậy trong cách mạng tháng 8, lập nên nhà nước Dân chủ Cộng hòa gắn liền với sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Năm 1951, Đảng đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam,
Phong trào tổng quân giết giặc lập công phát triển khắp mọi nơi, và đỉnh điểm giữa ta với giặc là chiến dịch Điện Biên Phủ mang lại thắng lợi vẻ vang vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp thành công. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, ta tiến hành ký hiệp định Geneva, chia đôi đất nước tại vị tuyến 17, tạo nên hai nhiệm vụ: miền Bắc bắt tay vào cuộc kiến thiết đất nước, miền Nam đánh giặc thống nhất đất nước. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam từ năm 1956 đến năm 1970. Trước tình hình và nhiệm vụ chính trị mới của đất nước đặt ra, ngày 19 tháng 10 năm 1955, theo đề nghị của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra nghị quyết đổi tên đoàn thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Tại miền Nam là các hoạt động bí mật, miền Bắc là các hoạt động công khai tăng gia sản xuất, đảm bảo là hậu phương lớn cho chiến trường miền Nam. Trong giai đoạn này, tuổi trẻ miền Bắc tổ chức thực hiện phong trào ba sẵn sàng. Thanh niên miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam sôi nổi với các hoạt động trong phong trào năm xung phong. Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh từ năm 1970 đến năm 1976. Trong giai đoạn này, cả đất nước chúng ta phải chịu một mất mát rất lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt toàn dân tộc vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, nhằm tưởng nhớ đến người và lấy người làm tấm gương để biến đau thương thành hành động. Đoàn đã đề nghị được mang tên Bác Hồ kính yêu. Cả nước cùng hướng về tiền tuyến, miền Bắc chi viện gần 200.000 bộ đội, cán bộ, công nhân kỹ thuật, đặc biệt là lực lượng thanh niên xung phong cho miền Nam. Miền Bắc đã góp sức rất lớn để nâng cấp tuyến đường vận tải chủ lực trên đường mòn Hồ Chí Minh, đưa người và hàng hóa vào miền Nam, góp phần làm nên thành công chiến dịch mùa xuân năm 1975, hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất nước. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ năm 1976 đến nay, với thắng lợi vĩ đại mùa xuân năm 1975, đất nước đã hoàn toàn thống nhất. Ngày 25 tháng 4 năm 1976 đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội và đổi quốc hiệu nước ta thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo con đường mà đất nước ta đang chọn. Và tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ tư năm 1976 cũng đã quyết định đổi tên đoàn thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và tên gọi này được duy trì cho đến tận ngày hôm nay. Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở Việt Nam đã trở thành một dấu mốc lịch sử quan trọng của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay, đúng không ạ? Từ đây, con người cộng sản trẻ tuổi đã có tổ chức riêng của mình, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện mọi mặt của Đảng. Em và mọi người vừa xem một video cùng ôn lại những điều thú vị đó. Mong rằng qua những thông tin trên sẽ giúp giải đáp được những thắc mắc truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì, cũng như biết thêm được nhiều điều thông tin thú vị hơn. Cảm ơn các thầy cô, các bạn đoàn viên, các anh chị thanh niên của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đã theo dõi và lắng nghe. Làm theo lời bác, không có việc gì khó.